Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Giờ Châu đang đi làm, gần tới chỗ rồi. Đang trên đường đi á, người ta chạy xe, người ta phun thuốc diệt côn trùng á, diệt muỗi rồi hay gì á. Trời ơi, nó hôi. Dạ, ông bà cô chú ơi, giờ là buổi chiều, Châu đi làm về rồi. Cái Châu đi vô trường na rước nè, giờ đang chở na đi bệnh viện. Hổm gà trời hơi lạnh lên á, na bị giống như bị viêm mũi á, cái nó trời lạnh cái bị nặng hơn á, bị sổ mũi rồi với hơi ho ho nữa, sáng nào cũng nhảy mũi rồi chảy nước mũi quá trời quá đất luôn. Nên là hôm nay về rồi cái rước na rồi đi bệnh viện xin thuốc uống. Nha ngồi kế bên nè. Không mà cô chú con đi học cái gì? Sao bà cứ chắc con bèo mày mà. Mẹ để điện thoại không thấy na kìa. Dạ hai mẹ con đã tới bệnh viện rồi ông bà cô chú ơi. Ôi, mở ra mới được. Hôm nay bận đồ này nực không? Hôm nay buổi sáng thì lạnh mà buổi chắc trưa này nực. Để chỉ có một bông nữa. Cái bệnh viện này có cái khu nhà phòng chơi, trò chơi nhỏ nhỏ vậy này cho mấy bé chơi. Cái bệnh viện này nhằm bữa nhắc sáng á lại là đầy luôn, đầy chặt cứng luôn. Nay giờ này không có người, có hai người. Dạ, vô nói bệnh của Na, sổ mũi, nhảy mũi, ho, rồi cái người ta cho cái đơn thuốc, cái xuống là mua thuốc. Rồi xuống dưới tới tiệm thuốc rồi ông bà cô chú ơi. Tiệm thuốc với lại cái bệnh viện á nó khác, nó xa, nó khác nhau, hơi xa một chút rồi. Gì con? 네. 이렇게 드릴게요. 그거 연고는 집에 있는 거 바르면 안 되나요? Dạ lấy thuốc xong rồi nè. Dạ cái nào hỏi với mẹ ơi có vitamin không? Thường thì con nít lại mua thuốc á là người ta sẽ cho hai cục kẹo. Mà này sao ta không cho nè. Cái nào hỏi có kẹo không? Từ từ có. Dạ hai mẹ con nay về tới quán rồi, trễ 10 phút. Lẹ vô đi con. Học đi bữa nay cô giáo lại đó. Khôn nguôi chi chim. Dạ giờ là buổi tối ở quán, nay chị ba với anh xuống tư thiệp. Dạ xe dạ xe dạ 야, 이 참기름이랑 참기름 쓰나? 호흡은 안 보이나? 아니 어? 야, 호흡은 안 보이나? 고모 하나야. 고모 보네. 고모 보네. 야, 호흡은 안 보이나? 체력 경례. 안녕하세요. 잘 있었어. 응? 어서 오세요. 돼요. Dạ cả nhà ơi, giờ là gia đình cho ăn cơm. Bữa nay chị ba đem thịt bò xuống ăn. Quá trời luôn nè. Thôi nó tắt đi con, ngồi ăn nè con. Chị ba đang cắt cái này là nấm, cái này ở gì? Vietnamese so Malayo. Rồi chưa? Nè. Thôi, rồi một tối đó thì đã xong rồi.
Cái này ở Việt Nam không có, chứ không biết kêu là gì. Ở Hàn Quốc gọi là tơ tật. Cứ nhăn sen coro mô co tô tèo. Chào hỏi là ăn sống gì được không? Chị nói ăn được. Ăn nó ngọt ngọt. Anh ba đang nướng. Có ăn đi. Dạ chín rồi, xin kính mời cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình với gia đình Châu. Chấm dầu mè. Nato. Nato. Hanna, Hanna, Ajit, Ichama. Como vou? Một mặt kính nè. Dượng lo nướng cho mọi người ăn xong rồi Dượng không ăn được.
我也不知道。Dạ thì gia đình Châu ăn xong rồi. Giờ bé Na nó chơi với cô ba nè. Chơi trò chơi quay kim đồng hồ á. Quay trúng cái nào thì làm cái đó. Cô ba này chiều Na dữ lắm chiều. Nên là Na nó trông cô ba xuống không à. Cứ lâu lâu cái nói nó nhớ cô ba, muốn gặp cô ba. Đeo cô ba với Dượng ba lắm. Dượng ba thì chơi với Na rồi cũng chiều Na đó. Nên là lúc trước á, thì đeo Dượng ba rất là nhiều. Xong cái là giờ đeo cô ba luôn. Đeo cô ba với Dượng ba. Thì hồi nãy á, chị đem thịt xuống rất là nhiều luôn. Ăn thịt không mà no luôn, không có ăn cơm. Thì chị nói là kêu ăn nhiều đi, đặng có sức khỏe, đặng mùa đông này không có bị cảm, không có bị bệnh. Là hai mẹ con Na thì có ăn cơm, Châu thì Châu cũng không có ăn cơm. Ăn thịt bò không à. Rồi Na nó cũng ăn ngon miệng. Nó ăn xong nó đi ra trước. Rồi cái còn Châu ngồi lại ăn. Hồi cái có bạn cô Út lại nữa. Cũng ăn chung mà cũng còn dư nhiều luôn. Dạ giờ gia đình Châu về. Gia đình Na về ông bà cô chú ơi. Bữa nay Na có chú, có cô với Dượng đi chung á, Na mừng, Na vui, nãy giờ Na chờ, Na đợi nè. Dạ hai mẹ con Na về tới nhà rồi, Dượng với cô thì muốn đi bộ để cho tiêu hóa đó. Tại vì hồi nãy ăn cũng trễ, rồi cái đi bộ cho tiêu hóa. Nên là không có về chung với hai mẹ con về trước. Na đi lấy mền gói ra chuẩn bị cho cô ngủ, cô Dượng ngủ. Nè giờ nó trải mà trải niệm ra cho cô với Dượng ngủ nè ông bà cô chú. Dạ thì Anna nó kêu Dượng ngồi mà Dượng không ngồi, Dượng ghẹo đó nó. Dượng nó không thích hai Dượng cháu nó giỡn.
Hôm nay thì chị ba xuống chủ yếu là đi xuống để thăm mẹ. Thì giờ dắt chiều xuống trễ quá rồi không có đi gặp mẹ. Ngày mai dắt sáng sẽ đón mẹ rồi cùng đi ăn trưa, ăn bữa cơm họp mặt gia đình nữa. Thì cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú cả nhà đã xem video ủng hộ Châu, ủng hộ gia đình nhỏ của Châu. Xin kính chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt. Cả nhà hãy cho Châu xin một lượt like, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.